Em xin chào toàn thể các bác nhà mình nhé. Hôm nay thì mời các bác các anh em nhà mình cùng ngắm và chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của một mặt bông khá là đẹp. Sinh ra và lớn lên ở Tây Yên Tử của vùng Bắc Giang, chùa Yên Tử. Và người ta đã đặt tên là Tím Yên Tử. Một trong những mặt bông rất là đẹp và được giải nhì của năm 2018 của Hội Hoa Lan Sơn Tây, Hà Nội. Và từ đó cái tên tuổi của cái bông này rất là nổi tiếng trong mấy năm vừa qua. Hiện tại thì Tím Tây Yên Tử bây giờ đang rất là nhiều người săn lùng. Săn lùng không phải bởi vì nó xuất sắc để làm kinh tế hay là nó thế nào, mà săn lùng bởi vì nó đẹp để chơi theo lối đam mê của mỗi người. Để mà kiếm được cái tác phẩm này thì rất là khó các bạn ạ. Thực sự cái tác phẩm này thì nó rất là đẹp. Nó có hoa mầm gốc và cái dòng này rất là sai hoa, rất là thơm, chơi rất là đẹp, rất là to. Thì ở đây cái chậu này nó có 5 mầm gốc rất là lực, 3 thân hoa, khi trên thân cũng có rất là nhiều. Thì các bác các anh em nhà mình mà sưu tầm làm tác phẩm Tím Yên Tử này, hay còn gọi là Tím Tây Yên Tử, thì alo cho em, rất là đẹp các bác ạ. Một trong những mặt bông rất xuất sắc. Đấy, thực sự cái giò này rất là đẹp. Để cho các bác các anh em mình nhìn toàn cảnh. Đó, thực sự nó rất là đẹp các bác. Đó, rất to luôn. Thực sự to chọc trời luôn. Đó, tác phẩm này thì một người bê. Và hôm nay em chia sẻ cho các bác nhà mình là vài cái cây yên tử đang có hoa này cho các bác sưu tầm. Vì cái hàng này cũng ít khi gặp. Thực sự là ít khi gặp. Nó không đại trà như các hàng khác. Thì cái Tím Tây Yên Tử này về các bác tự trồng nhỉ. Cây này thì cái dòng này thì nó rất là khỏe các bác. Vứt đâu nó cũng sống được. Đấy, rất là ít thối khi cái Tím Tây Yên Tử này, rất ít thối. Thì cái mầm gốc nó đã lên rồi. Về các bác tự trồng mà gửi đi cước nó cũng không nhiều. Đấy, thì cái bông nó đã sắp tàn. Đấy, Tím Tây Yên Tử. Nó có đôi mắt, môi tuyết rất là đẹp. Đặc trưng. Em chia sẻ cho các bác nhà mình là 100.000. Đấy, cây nó dài các bác này. Đó, 100.000. Đó, khoảng 35 cm. Đấy, là đơn số 1. Đơn số 2 thì nó chưa để mầm gốc. Như cái này thì nó rất là to. Em cũng chia sẻ cho các bác nhà mình. Đó, là 100.000. Hai cây này là 200.000 về các bác trồng nhé. Năm nay mầm gốc nó rất là lực luôn. Đấy, có hoa luôn. Đơn số 3 thì nó cũng lên một mầm rồi. Về các bác tự trồng, bảo đảm trồng sống 100% khỏe nhé. Thì cây này nó dài hơn cây kia khoảng 50 cm. Đó. Em chia sẻ cho các bác nhà mình là cái đơn số 2. À, số 3 này là 150.000 các bác nhé. Đấy, 150.000. Và đơn cuối cùng là đơn số 4. Đơn này nó có con ổ về các bác được ngắm luôn này. Ngắm thoải mái nhá, vì cái cây này nó rất khỏe. Đấy, đơn số 4 thì nó cũng có nổ các bác. Em cũng chia sẻ cho các bác nhà mình là 200.000. À, 150.000. Đấy, thì có hai đơn này đồng giá là 150.000. Hai đơn này nhỏ hơn. Đấy các bác nhá. Rất to luôn, rất lực luôn. Đấy, có nổ nhá. Cái này là hàng mang tính chất sưu tầm. Đấy, thực sự nó rất là đẹp các bạn. Nếu bác nào lấy thì nhắn tin Zalo cho em hay gọi trực tiếp cho em nhé. Đấy, ở đây thì em có 1, 2, 3, 4 và em đã báo giá chi tiết rồi. Đấy, rất đẹp. Rễ rất khỏe các bạn. Về các bác trồng vào một cái chậu gỗ to. Thì năm nay nó sẽ đi 20 gốc phi rất là đẹp. Và cái dòng này bảo đảm các bác sống khỏe. Tiếp theo thì hôm nay em chia sẻ. Đây còn một cái chậu Juliet khá lâu, G53, thực sự rất là đẹp. Để mà làm kinh tế giờ này thì khó khăn, nhưng mình cứ nhân ra. Em chia sẻ cho các bác nhà mình 500.000. 500.000 này là bỏ ra 500.000 là một ngày công đi làm, công cao với sở hữu được các bạn.
Cái giá em bán cho các bác 500.000 này là quá rẻ để cho các bác sưu tầm nhé. Có nhiều cuộc bác thích đam mê, cuộc sống nó còn khó khăn. 500.000 các bác mà yêu mến em thì các bác lấy nhé. Rất đẹp, cây này khỏe lực nhé. Coi như là chia sẻ kỷ niệm tri ân cho các bác. Ở đây có 3 cái cây bảo duy quế vụ vừa tiền nhưng mầm gốc lên khỏe thì em chia sẻ yêu thương cho các bác sưu tầm. Kỳ số 1 thì nó đã lên mầm gốc rồi. Đấy, kỳ khát hữu tự nhiên 52. Em chia sẻ với bác nhà mình là 200 nhé. Thay cái mắt ngủ khỏe đẹp 200 thôi. Đấy, cũng không có khuếch đại lên làm cái gì cả. Vì bây giờ thực sự là lan người ta cũng bỏ hết rồi, chỉ còn lại những người đam mê thôi. Đó, vì nó ảo một thời rồi, khiến nhà tan cửa nát, nhiều người mất vài chục tỷ. Có những ở đây hiện tại bây giờ là một giới lan nổi tiếng đất Vĩnh Phúc xây biệt thự trăm tỷ. Trăm tỷ thì nói ngoài khoảng 60 tỷ bia đang giao bán. Và thông báo là bị vỡ trận, không biết là đầu tư vào đâu. Đó. Cũng từ lan ra mà làm kiến trúc pháp nhà 60 tỷ. Bây giờ giao bán các bạn. Bản thân của em. Em không biết thế nào cả. Đơn số 3, Bảo Duy. Đi này thì nó lên mầm gốc rồi. Đó các bạn, em chia sẻ cho các bác mình 200 nhé. Đấy, có nhiều bác bảo chú ít mặt hàng quá, không đa dạng. Thực sự là nói các bác là trước kia họ đổ xô vào làm Phú Thọ HO. Những cái mặt bông khác họ vứt bỏ hết. Sau đó HO Phú Thọ Yên Thủy không được giá, họ lại chạy theo tiếp, chạy theo. Thành ra người ta vứt bỏ hết. Thế là những cái bông cao cấp bây giờ nó vẫn còn tồn tại và cũng còn. Còn nhưng bây giờ là giá người ta bán linh tinh bành tất các bạn, mở nạc thế nào không biết được. Thế thành ra rất khó. Thế thì chia sẻ cho các bác là 250.000. Đơn số 4, đơn Bảo Duy. Đơn này thì 300 các bác. Hai mầm gốc đẹp sáng trưng nhé. Gọi là bán kỷ niệm cho các bác đam mê thôi. Đó. Và đó, nó có vậy thôi. Em có 3 đơn vừa tiền nhé. Chia sẻ với bác. Tiếp tục là một bông cao cấp hơn, vào đây cu này. Con này thì trước em có 3 kỳ thì em bán 2 kỳ rồi. Đấy, kỳ này thì nó nhỏ thôi. Các bác nhìn cái ngón tay này, mang tính chất sưu tầm giống nhé. Cái kỳ này thì dành cho những bác nhiều tiền. Nhưng mà giống này nó đắt. Chia sẻ cho các bác mình 1,5 triệu. Cực kỳ yêu thương. Đấy, cu rất đắt đỏ. Có nhiều bác bảo bỏ ra 1,5 triệu mua vào rồ, chưa biết chết sống làm sao. Như cây này thì nó khỏe các bác, nó là cái bi lách. Đó, những cái dòng này đa số là lách bi. 1,5 triệu. Đơn số 6 là đơn cuối cùng, một đơn hồng phai đẹp sắc nước nghiêng thành. Được mệnh danh là hồng phai lá mít. Kỳ này thì khỏe lực đây. Phân các bạn để cho ngấm dần, tránh tình trạng trùng quế xin ăn. Chia sẻ các bác mình 500 thực tình nhé. Bác nào sưu tầm thì nhắn tin, gọi điện cho em trực tiếp. Alo cho em. Đấy, còn rất nhiều mặt hàng nữa. Mà hôm nay em quay hết thôi. Đấy, các bác nào mà sưu tầm thì alo cho em. Địch quả em xuống một bữa rồi. Đấy, còn là ít nữa. Đây, cho các bác ngắm lại này. Mô đẹp một cách dã man luôn, to luôn các bác. Thực sự nó rất là to, phê pha. Yên tử đẹp lắm. Đấy, còn hồng diệp này thì em chia sẻ cho các bác là 100.000 nhé. Gọi là bán cho các bác cho vui thôi. 100.000 rất yêu thương. Và em xin chào tất cả các bác nhé.